Cảm ơn quý vị vẫn đang theo dõi chương trình tin tức. Sau đây là phần điểm tin Hoa Kỳ. Giới bán lẻ Hoa Kỳ mong thu nhiều lãi dịp thứ sáu đen. Hoạt động mua sắm trong kỳ nghỉ lễ Hoa Kỳ tăng tốc trong tuần này sau lễ tạ ơn vào thứ Năm, 23 tháng 11. Ngày thứ sáu đen như vẫn thường được gọi đã trở thành một ngày quan trọng đối với các nhà bán lẻ, bởi vì đối với một số cửa hàng, khởi điểm của mùa mua sắm dịp nghỉ lễ đánh dấu sự chuyển đổi theo khái niệm ngành kế toán, từ màu đỏ tức là nợ sang màu đen là có lãi. Căn cứ vào triển vọng cải thiện của nền kinh tế Hoa Kỳ, các nhà bán lẻ có thể sẽ nhận quà Giáng sinh sớm. Các nhà bán lẻ ước tính gần 164 triệu người Mỹ, gần 70% dân số Hoa Kỳ sẽ đi mua sắm trong dịp lễ tạ ơn cuối tuần, nếu con số này đúng. NationalToday.com chuyên theo dõi các tác động thương mại của các ngày lễ và các sự kiện khác nhau trên khắp thế giới, cho rằng ngày thứ sáu đen năm 2017 có thể có quy mô mua sắm lớn nhất. Tổ chức của ngành bán lẻ lớn nhất Hoa Kỳ nói rằng mỗi người Mỹ sẽ chi trung bình khoảng 967 đô la từ nay cho đến tháng 12. Bà Anna Smith thuộc Hiệp hội Bán lẻ Quốc gia nói đó là con số lớn nhất kể từ khi Hiệp hội bắt đầu khảo sát từ 15 năm trước. Các nhà bán lẻ có kế hoạch khai thác tinh thần của kỳ nghỉ lễ bằng cách kéo dài số giờ phục vụ và giảm giá sâu. Những người trong ngành nói rằng những món hời nhất sẽ là những sản phẩm bán dưới giá thị trường để thu hút khách hàng vào cửa hàng. Nhìn chung thì ước tính người tiêu dùng Mỹ có thể sẽ chi tiêu đến 680 tỷ đô la trong mùa nghỉ lễ. Các nhà bán lẻ hy vọng sẽ phần lớn số đó sẽ được chi trong vài ngày tới, thưa quý vị. Tiệm ăn và chợ mở cửa vào ngày Thanksgiving. Thông thường thì một số người nói là Thanksgiving là dịp để nghỉ ngơi sau những ngày làm việc vất vả. Thế nhưng trên thực tế họ vẫn phải làm một cái gì đó, ví dụ như là đi mua sắm một số vật hoặc là thực phẩm cần thiết. Tuy nhiên, ngay cả trong ngày lễ này vẫn có một số tiệm ăn và chợ mở cửa để phục vụ khách. Theo trang web popsugar.com, sau đây là một số nơi mở cửa trong ngày lễ Thanksgiving. Hannaford là hệ thống chợ vùng New England và New York vẫn mở cửa. Safeway, siêu thị này cũng mở ở một số nơi, cho nên quý vị cần phải xem nơi nào trong cộng đồng có mở và mở vào giờ nào cho tới giờ nào. Sprout Farmer Market, tất cả đều mở. Target, trong năm 2016, các chợ Target mở cửa từ 6 giờ chiều. Năm nay có thể thay đổi và họ sẽ sớm thông báo giờ giấc. Walmart, các chợ của Walmart luôn mở cửa trong ngày Thanksgiving kể từ năm 1988. Whole Foods, một số chợ chỉ mở trong thời gian ngắn, tuy nhiên họ lại mở suốt ngày để khách hàng đến mua sản phẩm tươi và các loại thịt đặc biệt. Boston Market, hơn 450 tiệm khắp Hoa Kỳ sẽ mở cửa, nhưng giờ giấc có thể khác. Chợ này còn bán bữa ăn Thanksgiving, có gà tây nướng, bánh mì, bánh mứt táo ăn tráng miệng, hoặc là bánh pumpkin pie mà tất cả chỉ có 13 đô la. Cracker Barrel là các nhà hàng này mở cửa cho khách đến ăn, cũng như khách muốn mua mang về nhà. Starbucks, các cửa hàng đều mở ngoại trừ một số nơi, giờ mở cửa cũng khác nhau tùy theo địa phương. Thượng nghị sĩ Murkowski ủng hộ đề luật thuế của đảng Cộng hòa, thưa quý vị. Thượng nghị sĩ Lisa Murkowski, một trong vài nhà lập pháp Cộng hòa tại Thượng viện, còn đặt nghi vấn với đề luật thuế của phe Cộng hòa vừa tuyên bố, ủng hộ đề nghị thu hồi cưỡng bách bảo hiểm với cá nhân theo Obamacare trong luật thuế mới. Đây là xung lực với dự thảo luật tựa đề Tax Cuts and Jobs Act, TCJA. Trong bài gặp đăng báo Fairbanks Daily News Miner, là đại diện cử tri Alaska, bà Murkowski viết liên bang không nên buộc cá nhân mua thứ họ không muốn để tránh thuế. Cho tới gần đây, nghị sĩ Murkowski là trong hàng ngũ chống dự định thu hồi Obamacare. Bà chỉ ra các yếu tố tiêu cực trong chương trình Medicaid và Planned Parenthood. Tuy nhiên, không chắc là bà Murkowski sẽ bỏ phiếu yes. Trong bài cậy đăng, bà không minh thị ủng hộ TCJA, nhưng vận động cho đề luật ổn định thị trường bảo hiểm của Đồng viện Lama Alexander và nghị sĩ DC Patty Murray và một sáng kiến lưỡng đảng, thưa quý vị. Đơn đặt mua sản phẩm bền bỉ giảm trong tháng 10, doanh thu bán phi cơ giảm trong tháng 3, đưa số đơn đặt mua sản phẩm bền bỉ xuống mức thấp nhất 4 tháng. Các ngành chế xuất có liên quan tới xăng dầu cũng giảm, theo các số liệu chính thức công bố hôm thứ Tư. Doanh thu xe hơi, kim khí và máy điện toán tăng nhẹ, kết quả có thể đưa tới sức tăng GDP quý 4 khiêm tốn hơn. Bộ Thương mại loan báo, tổng số đơn đặt mua hàng lớn
tiền trong tháng 10 trị giá 236 tỷ là giảm 1.2%, kinh tế gia phỏng đoán tăng 0.4%. Trong 10 tháng qua, đơn đặt hàng tăng 4.9% so với cùng kỳ năm trước. Đơn đặt mua phi cơ dân sự giảm 18.6%, phi cơ quân sự giảm 11.3%. Không tính lĩnh vực vận tải thì đơn đặt hàng tăng 4 tháng liên tiếp, tăng 0.4% với dụng cụ viễn thông, hàng điện khí, máy công cụ và kim khí. Hàng phi quốc phòng phản ánh nhu cầu của kỹ nghệ dầu và lọc dầu giảm 0.5%, là giảm nhiều nhất từ hơn một năm. Theo Apple, thì sinh viên làm việc quá 6 giờ cho phép tại Foxconn. Khoảng cuối tháng 11 năm 2017, Apple đã xác nhận tại lại nhà máy Foxconn đang có những sinh viên làm việc quá 6 giờ mà pháp luật cho phép trong dây chuyền lắp ráp iPhone X. Theo đó, thì trang Financial Times đã phát hiện đang có 6 sinh viên đang làm việc trong chương trình thực tập tại Foxconn ở vị trí lắp ráp iPhone X. 6 sinh viên phải làm việc trên dây chuyền liên tục 11 giờ liền. Việc này là vi phạm luật pháp Trung Quốc trong việc bảo đảm an toàn cho những sinh viên thực tập. Nhưng trang Financial Times cũng cho biết các sinh viên tự nguyện làm thêm giờ. 6 sinh viên nằm trong số 3.000 sinh viên từ 17 đến 19 tuổi đến từ trường vận tải đường sắt Trịnh Châu, được gửi vào làm việc tại Foxconn trong chương trình thực tập tốt nghiệp. Cô sinh viên 18 tuổi họ Giang yêu cầu giấu tên vì sợ bị phạt, cho biết: "Chúng tôi bị trường ép buộc làm việc tại đây. Công việc không liên quan gì đến quá trình học của tôi. Trong một ca, cô phải lắp ráp đến 1.200 camera cho iPhone X. Đây không phải là lần đầu tiên Foxconn bị lên án vì điều kiện làm việc tại nhà máy. Phía Apple cũng đã xác nhận những thông tin mà Financial Times đưa ra, nhưng không đồng ý về việc bị những học sinh bị ép làm việc. Công ty cho biết chúng tôi xác nhận có những sinh viên tự nguyện làm việc, được cung cấp phúc lợi và tiền tăng ca đầy đủ. Nhưng họ không nên được cho phép làm thêm giờ. Số giờ làm việc nhiều nhất cho học sinh, sinh viên tại Trung Quốc được giới hạn ở 40 giờ một tuần. Apple thường xuyên kiểm tra các công ty đối tác để đảm bảo họ tuân thủ theo luật pháp và các luật riêng của công ty, thưa quý vị. Sản phẩm kỳ lạ cho ngày Black Friday. Sắp tới dịp giảm giá lớn nhất trong năm Black Friday và Cyber Monday, hãng KFC bất ngờ tung ra thị trường một sản phẩm vô cùng kỳ lạ: lều chống Internet. Hệ thống cửa hàng fast food KFC vừa tung ra chiếc lều độc đáo có khả năng cách ly người dùng khỏi mạng Internet. Lều có vòm tròn màu đen và được trang trí bằng hình nộm của ông Colonel Sanders, là người sáng lập KFC. Thiết kế tạo cảm giác những người trong lều đang được ông Sanders bảo vệ. Chiếc lều có tác dụng chắn sóng điện thoại và đủ cho 4 người ngồi. Khung vòm được làm từ thép không rỉ. Vải bọc có cấu tạo đặc biệt để cản Internet, Wi-Fi lẫn sóng 3G, 4G từ cả ngoài lẫn bên trong lều. Hình nộm Colonel Sanders được làm từ bọt xốp hoặc là đặc dụng trong xây dựng, phủ sơn men và nặng 3.6 kg. Theo ông George Felix, là giám đốc quảng cáo KFC, mục đích của chiếc lều này là giúp người dùng hưởng thụ một cuộc sống thật sự. Các hãng sản xuất ngày nay đang cạnh tranh nhau để đưa ra những công nghệ mới hiện đại hơn. KFC muốn đi ngược lại xu hướng đó và tạo ra một sản phẩm chống lại công nghệ bằng chính công nghệ. Chiếc lều này sẽ được bán với giá 10.000 Mỹ Kim sau khi đã giảm từ mức 96.485.34 Mỹ Kim nhân dịp Black Friday. Trước đây thì KFC cũng đã từng làm nhiều người ngạc nhiên khi bán các sản phẩm không liên quan đến fast food như là vớ chân, tiểu thuyết, sơn móng tay và kem chống nắng, thưa quý vị. Vừa rồi là phần điểm tin Hoa Kỳ, chúng tôi xin tạm ngưng chương trình tin tức trong giây lát và sẽ trở lại sau phần quảng cáo thương mại, thưa quý vị.